Xin chào bạn, như vậy chỉ còn hơn 2 tuần nữa là triển lãm Head Show 2019 sẽ được diễn ra tại trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức lần đầu tiên do tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Head Show thu hút được hầu hết những thương hiệu lớn ở thị trường tai nghe và loa di động cao cấp như Focal, Sennheiser, Sony, JBL, Harman Kardon, AKG, ANK, Jabra, Dean Audio, Martin, Pioneer, Yamaha và một số những thương hiệu tai nghe và loa di động cao cấp khác. Tai nghe và loa di động đang ngày càng được đầu tư cao cấp hơn cả về thiết kế, chất liệu, công nghệ và người chơi cũng có những đòi hỏi khắt khe hơn về mặt chất lượng tái tạo âm thanh. Bên cạnh đó thì nguồn phát cũng đang là một vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường này. Sau đây hãy cùng mình gặp gỡ những gương mặt chuyên gia trong ngành với những đánh giá về sự phát triển của thú chơi tai nghe cũng như những nhận định về sự ảnh hưởng của hai nguồn phát đối lập là streaming và analog đối với thị trường này. Anh nhận định như thế nào về thị trường tai nghe cao cấp hiện nay? Theo như nhận định của mình thấy thì là cái thị trường tai nghe cao cấp hiện nay nó đang phát triển ở đa diện luôn, có nghĩa là nó đang phát triển mạnh và phát triển rất là phong phú. Thì nếu như mà hồi trước tới giờ thì thị trường tai nghe cao cấp họ nhắc đến cái chữ tai nghe high end hay tai nghe cao cấp thì người ta sẽ liên tưởng tới những cái bộ đồ portable cồng kềnh, tai nghe in ear hơi mắc tiền một chút xíu, hoặc là custom, hoặc là những cái tai, hoặc là những cái desktop combo lớn rồi cắm tai nghe vào full size như thế này, nó khá là nặng nề và nó thực sự là nó không có mang tính tiện lợi cho lắm. Thì bây giờ những cái thể loại tai nghe cao cấp đó nó càng phát triển theo hướng là portable nhiều hơn. Chúng ta có thể thấy là như Sennheiser, Momentum True Wireless, họ cũng có những cái tai nghe in-ear True Wireless mà có cái chất âm rất là tốt và được tích hợp khá là nhiều cái codec giải mã giống như là Bluetooth aptX, aptX LL để mà nó giảm thiểu cái tình trạng giật lắc, hoặc là cái chất lượng nhạc của nó cũng chạy được tới 16 bit 44 kHz, nó ngang ngửa với Redbook CD. Bên cạnh đó thì những cái hãng lớn ví dụ giống như là Sennheiser nè, T+A nè, Macintosh nè, những cái hãng mà từ xưa tới giờ có thể là họ chưa có một cái sản phẩm nào dành riêng cho tai nghe để đánh vừa cả tai nghe portable lẫn tai nghe lớn, thì bây giờ những cái hãng đó đã tham gia vào thị trường này và hứa hẹn là trong năm nay hoặc là những năm sau này nữa thì họ sẽ làm khuấy động phong trào này lên rất là tốt. Nhận định về thị trường tai nghe cao cấp ở Việt Nam thì mình thấy nó đang phát triển rất nhanh cả về chất và lượng. Về chất thì như các bạn cũng biết, gần đây những hãng âm thanh nổi tiếng thế giới như Sony Faber, Macintosh đã mang những sản phẩm mới của mình để giới thiệu với các headphone. Ngay cả Sennheiser cũng đã từng mang những bộ dàn headphone đắt âm đèn trị giá hàng tỷ đồng để phục vụ cho người nghe Việt Nam. Về thị trường thì đang phát triển nhanh ở cả số lượng. Một điều thú vị là trước đây thị trường tai nghe cao cấp được giới trẻ rất ưa chuộng, họ chơi thành những group, những nhóm trên Facebook để chia sẻ thú vui này. Nhưng gần đây những audiophile kỳ cựu, những người bạn của Hùng, những người đã kỳ công thực hiện mày mò những tiêu tán âm trong phòng nghe để tái tạo những âm trường, những chi tiết âm thanh chính xác nhất, thì khi họ nghe trên headphone là họ lại rất là ngạc nhiên. Ồ, những cái điều mà trước đây chúng ta rất khó khăn để thực hiện, để tái tạo, thì trên những tai nghe cao cấp nó thể hiện lại rất là dễ dàng. Nó truyền tải những cái ý tưởng của tác giả trên tác phẩm âm nhạc một cách rất chính xác và chi tiết, nên các audiophile đã bắt đầu quan tâm đến những chiếc tai nghe cao cấp trên thị trường. Xin chào các bạn. Theo nhận định của tôi thì với thị trường tai nghe cao cấp hiện tại, chúng ta có sự sôi động về cả cung và cầu. Thứ nhất là về các nhà cung cấp, chúng ta có nhiều nhà cung cấp hơn, nhiều thương hiệu nổi tiếng hơn, cũng như nhiều dòng sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng. Ngoài ra thì chúng ta có một cái xu hướng mới, đó là rất là nhiều các hãng âm thanh cao cấp họ nhận ra tiềm năng của thị trường này và sử dụng những cái công nghệ độc quyền để phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường. Và gần đây nhất là những cái thương hiệu lâu đời của châu Âu như Focal của Pháp hay là T+A của Đức. Ngoài ra về khía cạnh người tiêu dùng thì tôi thấy so với 10 năm về trước thì thường các anh em chơi tai nghe cao cấp chi khoảng 10-15 triệu cho một bộ dàn. Thì hiện nay những cái bộ tai nghe có giá trị từ khoảng vài chục triệu hay cá biệt trên 100 triệu đồng thì không còn là lạ.
Với loa di động, dòng sản phẩm này đang ngày càng được đầu tư cao cấp hơn về cả công nghệ, thiết kế lẫn chất liệu. Liệu trong thời gian sắp tới thì loa di động có khi nào có thể là xoán ngôi những cái thiết bị loa high-end trong phòng hiện nay hay không? Theo mình á, là đối với loa di động là gần như là không thể, tại vì loa di động nó bị giới hạn bởi cái gì? Thứ nhất là kích thước driver. Di động thì nó cần phải nhỏ gọn và nó cần phải nhẹ. Nếu mà làm một cái con loa mà nặng quá thì người ta không thể, rất là khó để mà mang vác đi đâu được hết. Nó sẽ mất cái tính di động của nó đi. Một phần nữa là cái chất lượng màng loa của những cái loa di động, nó với lại cái kích thước của nó thì nó sẽ rất là nhỏ, nó sẽ rất là gọn. Thế nên là nó sẽ không có những đánh ra được những cái búp sóng lớn hoặc là những cái búp sóng dài để nó tạo ra những cái âm trầm hoặc là cái âm siêu quá là cao để mà nó tái tạo được cái âm cho nó tốt. Và cái thứ ba đối với loa di động đó là những cái thiết kế về thùng loa, thiết kế về chất lượng âm ly ở bên trong loa nó sẽ không có đủ khả năng, nó không có đủ công suất cao để mà nó tạo ra được cái không gian. Cái không gian là một, cái âm sắc là hai và cái âm trường là ba. Đó là những cái tiêu chí, đó là những cái tiêu chí rất là quan trọng để đánh giá là một cái thiết bị âm thanh như là loa hay là tai nghe gì đó nó có cao cấp hay không. Nếu nó không đạt được cái chuyện đó thì gần như nó không thể xoán ngôi được những cái loa truyền thống mà đã được giới audio định nghĩa là cao cấp rồi. Còn đối với cái chuyện loa multi room, loa đa phòng và loa thông minh thì nó lại khác. Khác như thế nào? Ví dụ như những cái loa đa phòng và loa thông minh thì nó sẽ chạy, hầu như tụi nó sẽ được điều khiển bằng một cái app control. Cái app đó nó có thể, cái module nhúng đó nó có thể được nhúng vào trong cả những cái DAC nè, những cái streaming, những cái đầu streamer nè. Thì những cái DAC đó chúng ta lại nối vào những cái amplifier và chúng ta đánh ra những cặp loa mà nó đang có tiếng rất tốt rồi. Thế nên là nếu mà trong tương lai mình nghĩ cái việc multi room và smart speaker như vậy nó sẽ là một cái hướng đi mới, chứ không phải là một cái sự thay thế cho cái loa truyền thống, mà nó sẽ biến một cái loa truyền thống trở thành những cái loa, những cái hệ thống multi room, một phần của những một cái hệ thống multi room ở trong nhà của chúng ta. Nói về loa di động thì đây là một câu hỏi rất là hay và Hùng rất là thích. Thì loa di động bây giờ chúng ta phải hiểu ở một khái niệm rộng hơn. Loa di động bây giờ không phải là những chiếc loa bé bé xinh xinh mà chúng ta có thể sạc pin vào để đem ra đường phố nghe nhạc. Loa di động bây giờ được thiết kế rất là đẹp, thẩm mỹ bằng những chất liệu cao cấp và tất cả những công nghệ nghe nhạc không dây mới nhất đều được tích hợp vào những chiếc loa này và nó tạo ra một trào lưu chúng ta gọi là lifestyle, có nghĩa là nghe nhạc hay trên những chiếc loa đẹp cho một không gian gia đình thẩm mỹ. Trở lại với dàn nghe nhạc Audio File phổ thông, ở đây mình nói phổ thông chứ không nói high end các bạn ha. Những dàn loa phổ thông thì chúng ta có hai loa đầu CD âm ly, chúng ta phải đi dây, chúng ta phải nghe nhạc, chọn đĩa CD, chọn bài chúng ta nghe nhạc. Thì bây giờ cuộc sống công nghệ 4.0, chúng ta không có thời giờ để làm những công việc túc tắc như thế. Loa nghe nhạc di động ngày nay giúp chúng ta nghe nhạc hay nhất ở một cách đơn giản nhất. Chưa kể những thiết kế loa đa phòng, những công nghệ thông minh tích hợp vào chiếc loa di động, thì mình nghĩ trong nay mai công nghệ loa di động đa phòng thông minh thiết kế đẹp sẽ dần dần thay thế những bộ dàn audio phổ thông. Do nhịp sống hiện đại ngày càng nhanh, thế nên các thiết bị mang tính chất tiện lợi thì rất là bùng nổ trong khoảng thời gian gần đây, và loa di động cũng là một cái sản phẩm theo khuynh hướng như thế. Gần đây thì chúng ta có thể thấy là các nhà sản xuất họ tích hợp những cái công nghệ rất là hiện đại vào trong cái loa di động, như là những cái tính năng streaming nhạc số với các chuẩn nhạc Hi-Res 24 bit, hoặc là cái kết nối đa phòng mang lại độ tiện dụng trong không gian gia đình. Tuy nhiên nếu mà xét về mức độ âm thanh thì loa di động hiện giờ vẫn chưa thực sự có thể cạnh tranh được với các hệ thống hai kênh truyền thống, và đặc biệt đối với những cái dòng loa không dây high-end trên thị trường như là Dean Audio, Kép, Piega hoặc là Dali. Thì theo nhận định của tôi thì loa di động sẽ tiếp tục phát triển, và cái phân khúc khách hàng dành cho nó sẽ là những người chơi mới bắt đầu bước vào thế giới âm thanh. Còn đối với những khách hàng có nhu cầu cao hơn và đặc biệt là về khía cạnh âm thanh trong gia đình, thì những cái dàn loa hai kênh vẫn có một cái sức hấp dẫn riêng. Cái dòng loa di động á, cho dù họ tích hợp
rất là nhiều cái công nghệ vào đó, cả streaming, các kết nối, thì nó cũng khó lòng mà nó thay thế hoàn toàn những cái dàn hi-fi. Theo anh thì các dịch vụ streaming có ảnh hưởng như thế nào đối với thú chơi tai nghe cao cấp cũng như là thị trường loa di động? Thật sự là rất là tích cực khi mà nhìn vào cái những gì mà những cái dịch vụ streaming nó mang lại trong cho thị trường âm nhạc và thì cho người chơi nhạc ở Việt Nam trong vòng khoảng 2 năm nay. Có nghĩa là sao? Ngày trước tới giờ thì người ta nghe nhạc theo một cách rất là truyền thống, đó là chép nhạc vào trong một cái ổ cứng, sau đó nghe trên máy tính, hoặc là chép nhạc vào điện thoại hoặc máy nghe nhạc để mà người ta nghe với tai nghe cao cấp. Nhưng mà nó bị một cái giới hạn, đó là cái gì? Khi mà anh em chép một cái nhạc vào một cái khoảng, cho mình cho là khoảng 1 tê nhạc đi, vào trong điện thoại của chúng ta hay là vào trong máy nghe nhạc của chúng ta, thì khi mà chúng ta duyệt nhạc để chúng ta tìm được cái album mà chúng ta muốn nghe nó cũng khó khăn nữa, và nó duyệt rất là lâu. Với lại đâu phải là máy điện thoại nào cũng có một cái dung lượng bộ nhớ cao như vậy, hoặc là máy nghe nhạc nào cũng đâu phải có một cái dung lượng bộ nhớ khủng khiếp như vậy. Lên tới 1 terabyte thì người ta lại phải dùng cái thẻ nhớ, như vậy thì nó lại làm mất đi cái sự tiện lợi của nó. Những cái dịch vụ stream nhạc càng ngày càng cái chất lượng của nó càng cao hơn, ví dụ như là Apple Music nè, không thôi là Cobus, không thôi là Tidal, hoặc là Spotify thì gần như là thấp nhất, nhưng chúng có cái giá rất là vừa phải để mà ai cũng có thể tiếp cận được. Apple Music và Spotify nó thuộc cái nhóm vừa phải đó. Khi mà người ta nghe nhạc, cho dù là có di động hay là không di động gì đi chăng nữa, thì người ta vẫn cần có một cái nguồn nhạc tốt từ music, từ record label, có nghĩa là từ cái hãng phát hành nhạc nó xuất ra. Thì như vậy nó bảo đảm được cái chất lượng đầu cuối của cái bản nhạc, đó là cái thứ nhất. Mình đánh giá cao cái điều đó. Và cái thứ hai nữa, nó sẽ giải quyết được cái vấn đề về tác quyền, về bản quyền, về nó mang lại cho cái thị trường âm nhạc một cái sức sống mới, mạnh và khỏe khoắn hơn, khỏe mạnh hơn, lành mạnh hơn và văn minh hơn. Thì đối với cái sự ảnh hưởng của những cái dịch vụ stream nhạc này với cái thú chơi tai nghe hoặc là loa di động, mình nghĩ không chỉ có loa di động không nữa, mà nó ảnh hưởng chung cho tất cả những người yêu nhạc và tất cả những người đang sử dụng thiết bị để nghe nhạc ở trên thị trường. Nó đang tác động rất là tích cực và nó thúc đẩy người ta nghe nhạc tốt nhiều hơn. Tai nghe và loa di động cao cấp thường có chất lượng âm thanh rất tốt, dễ từng đáp ứng rộng hơn, nên Hùng nghĩ phải cần có những nguồn nhạc với độ phân giải cao. Các dịch vụ stream nhạc ngày nay phát triển rất là nhiều, như là Spotify, Tidal, họ đều có nguồn nhạc Hi-Res với độ phân giải rất cao phục vụ cho các sản phẩm cao cấp này. Hiện nay em ta có thể nghe nhạc rất là dễ dàng bằng cách nghe trên máy tính, trên những cái player, music server, hay là thậm chí là trên chiếc điện thoại di động, ta truy cập vào những trang nhạc online để chúng ta nghe trực tiếp nguồn nhạc Hi-Res rất là thuận tiện. Nên Hùng nghĩ sự phát triển của những dịch vụ stream nhạc sẽ đồng hành và hỗ trợ cho sự phát triển của thị trường tai nghe và loa di động cao cấp. Về khía cạnh kỹ thuật thì nguồn nhạc tốt là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trình diễn của các thiết bị âm thanh. Đối với các dịch vụ streaming nhạc trực tuyến mà nổi tiếng nhất hiện giờ như là Tidal của Mỹ hoặc là Cubase của châu Âu, thì theo như tôi biết thì những cái file nhạc của họ là những cái file master được các đơn vị thu âm gửi trực tiếp đến hãng và được lưu trữ trên máy chủ. Chính vì thế, riêng về chất lượng âm thanh, khi mà mình streaming nhạc qua các dịch vụ này thì chất lượng âm thanh phát ra từ loa di động hoặc là các tai nghe cao cấp cũng đều tốt hơn. Ngoài ra thì các dịch vụ này cũng giúp cho cái sự tiện dụng tốt hơn trong việc sử dụng loa di động và tai nghe cao cấp. Thì anh thấy streaming thì nó sẽ giúp cho những cái người nghe cao cấp hay là nghe cái gì đó thưởng thức âm nhạc tiện lợi hơn, chứ không có ảnh hưởng về mặt tích cực, chứ không có gì hết. Và đó là xu hướng sau này nghe nhạc. Thì giới trẻ sau này họ vẫn thích nghe nhạc mà có tính chất là dễ dàng, nguồn nhạc thì dễ tìm kiếm hơn là cái thế hệ trước đây cũng nghe từ CD hoặc là nghe đi chép những cái file nhạc số. Bây giờ thì Spotify hay Tidal hoặc là iTunes của Apple thì họ cũng có những cái file nhạc rất là chất lượng, nó tốt, nghe chấp nhận được, không bằng những cái file lossless hoặc là những cái file độ phân giải cao mà mình tải về máy, nhưng mà nghe vẫn có thể chấp nhận được trong một cái giới hạn nào đó vẫn dùng. Thì như vậy về dịch vụ streaming thì ảnh hưởng đến tính chất tích cực
đối với những người nghe các thiết bị di động nói chung và người tai nghe cao cấp nói riêng. Sự trở lại mạnh mẽ của đĩa than trong 2 năm trở lại đây theo anh thì nó có ảnh hưởng nhiều đến với thị trường nhạc số hay không, và cũng như nó có ảnh hưởng gì đến thú chơi tai nghe cao cấp của người dùng hay không? Vinyl thì giống như mình chơi cả vinyl lẫn nhạc số, thì cái chuyện mà vinyl nó trở lại, có người nói đó là một cái cú ăn may, nhưng mà thật ra là nếu như mà ai đã từng nghe vinyl rồi hoặc là ai đã từng mê cái kiểu âm của vinyl rồi, vì vinyl nó có một cái màu âm rất là riêng, mà thậm chí là mỗi bản thu của một cái album nó lại mang một cái màu âm riêng nữa, thì ai mà đã mê cái kiểu lạ lạ đó rồi thì gần như là người ta khó mà có thể người ta thoát ra được. Vinyl khi mà setup đúng, một cái setup đúng về mặt kỹ thuật, ví dụ giống như là góc cần, góc kim, tracking force hoặc là góc tì đồ này kia nó hoàn toàn tốt rồi, thì nó sẽ không có để cho chúng ta nghe được những cái tiếng xì xoẹt hoặc là những cái tiếng bị chậm tiếng hoặc là nhão tiếng, không, hoàn toàn không có xảy ra chuyện đó, mà nó lại mang cho chúng ta cái độ động rất là lớn, một cái nền âm tĩnh và những cái độ contrast, những cái tương phản ở trong âm sắc nó rất là hay ho, nó rất là màu mỡ. Nhưng anh em phải nhìn nhận, người chơi audio và người chơi nhạc phải nhìn nhận một điều, đó là cái gì? Càng ngày vinyl nó càng chiếm một cái ưu thế. Đương nhiên nó sẽ không bao giờ nó đánh bại được những cái dịch vụ stream nhạc, vốn là nó có cái thế mạnh là nó quá tiện lợi và cái kho nhạc của nó quá là khổng lồ, thì vinyl nó sẽ thua cái phần đó. Nhưng mà trong cái report của Nielsen hoặc là trong những cái report của Guardian, trên những cái báo lớn và uy tín, thì rõ ràng là vinyl trong năm 2018 vừa rồi đã vượt mặt hoàn toàn doanh số về CD. Đó là một cái tín hiệu tốt. Ngoài ra thì những cái hãng lớn như là Project cũng đang nghiên cứu để tạo ra được những cái chuẩn đĩa vinyl mới. Đó, một trong những cái chuẩn đĩa đó là HD vinyl sẽ được ra mắt trong năm nay hoặc là năm sau. Và bên cạnh đó là những cái xưởng dập đĩa họ cũng đã được đầu tư mới hoàn toàn ở Mỹ, ở châu Âu, ở Anh và cả ở châu Á của chúng ta nữa. Nên chúng ta có, nên mình nghĩ cái sự thay đổi, cái sự trở lại của vinyl, cái sự sống lại của vinyl trong những năm gần đây là một trong những điều mà anh em cần phải quan tâm nếu như mà anh em muốn định nghĩa là tai nghe cao cấp hoặc là nghe nhạc cao cấp. Nên thêm và nên để ý vào cái phong trào đó, để mà nếu như mà anh em giống như mình, có lỡ hồi trước mình bài trừ nó nhiều lắm, mà khi mà mình nghe rồi, bây giờ mình nghe vinyl còn nhiều hơn nghe nhạc số nữa. Trong những năm gần đây thì sự trở lại của đĩa than cũng là một tín hiệu vui, cũng là một trải nghiệm thú vị cho những người yêu thích âm thanh. Thì Hùng rất ân hạnh và được dịp quen biết nhiều audiophile Việt Nam, thì Hùng rất yêu mến và thán phục họ, vì họ không những trải nghiệm nguồn âm từ đĩa than, nhạc số, mà còn tất cả những nguồn âm khác như là băng cối, cassette, v.v. Đối với những người yêu thích âm thanh thực sự thì nguồn âm, cách chơi nhạc chỉ là công cụ, trên hết vẫn là niềm đam mê âm nhạc. Nếu Hùng nghĩ sự trở lại của đĩa than cũng là một tín hiệu vui bên cạnh sự phát triển của thú chơi nhạc số cũng như tai nghe và loa di động cao cấp. Đĩa than và nhạc số là hai nguồn nhạc khác nhau và chúng có những cái thế mạnh và điểm yếu riêng. Chính vì thế chúng phục vụ những cái nhóm khách hàng khác nhau. Như là nhạc số thì theo tôi thấy thì nó rất là tiện dụng và dễ tiếp cận, chính vì thế rất là phù hợp với những người mới bước vào thế giới âm thanh, những người chơi trẻ tuổi. Còn vinyl hay đĩa than thì là một cái trải nghiệm âm thanh sâu sắc hơn và nó đòi hỏi những cái chiều sâu về kỹ thuật tinh vi, chính vì thế rất là phù hợp với những người chơi lâu năm dày dặn kinh nghiệm. Theo tôi thì cái sự phát triển của đĩa than trong thời điểm hiện tại thì cũng không quá ảnh hưởng tới nhạc số. Và theo cái quan sát riêng thì phần lớn các tay chơi tai nghe cao cấp đều sử dụng nhạc số là nguồn nhạc chính. Nói về đĩa nhựa đó, nó ảnh hưởng như thế nào với người nhạc số thì không đáng kể, không có ảnh hưởng gì nhiều, gần như là không ảnh hưởng. Ai có thể nghe nhạc số thì muốn có thêm cái đĩa nhựa, chơi thêm đĩa nhựa thì chơi, chứ chưa thấy ai chỉ chơi toàn nhạc đĩa nhựa thôi. Anh nghĩ là đĩa nhựa thì có thêm thôi. Cái sự mạnh mẽ của nó ở đây có thể giới hạn trong một cái số người chơi, cho nó mà mạnh mẽ đông đảo quần chúng chơi thì chưa thấy. Cái số lượng bán ra cũng không có nhiều,
Lý do thì dễ hiểu thôi, cái nguồn nhạc của đĩa nhựa nó ít mà lại đắt, chỉ dùng thích hợp cho một số người thôi, những cái dàn lớn họ chơi. Một cái đĩa thì khoảng, đĩa nhựa khoảng chừng 800 đến 1 triệu 2, thậm chí có đĩa mình đi tìm thì khoảng chừng 2 triệu. Mà lại nội dung là ít nữa. Anh mong chờ điều gì ở Hi-Fi Show 2019 sắp tới? Đi show là để cho người ta, thứ nhất là người ta nghe thử đồ và người ta nghe nhạc, mà làm cho một cái không khí nó thoải mái. Thì mình tới show thì mình cũng muốn là một cái show đó họ có những cái setup rất là chuẩn. Chuẩn theo nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là trong tâm thức của cái người làm, cái người phối ghép cái bộ đồ đó, người ta phải hiểu rõ bản chất của cái món đồ đó, cái chất âm, cái đặc tính, cái lý tính của món đồ đó như thế nào. Sau đó là người ta mới phối ghép chúng lại với nhau để tạo ra một cái chất âm thật là tốt để mời khách tham dự. Và bên cạnh đó là mình muốn trong cái kỳ Hi-Fi Show năm nay thì sẽ có nhiều nhạc hay hơn. Nhạc có nghĩa là nhạc đó, chứ không phải là nhạc thuốc. Ví dụ giống như Neil Rogan mà chơi cái bản Kid Dogo là năm nào mình cũng nghe, mà mình đi năm nào mình cũng nghe đúng có một cái bản đó mà nó đánh từ sáng cho tới tối, thì cái chuyện đó nó rất là chán. Thì nếu như mà trong năm nay mình muốn các nhà tham gia, mình mong chờ các nhà tham gia sẽ mở mắt cho mình nhiều hơn. Ví dụ nhạc giao hưởng sẽ có những cái âm nhạc hay hơn, lạ hơn, nhạc EDM cũng là một nhạc, thể loại nhạc rất là hay và thế giới rất là nhiều người nghe, nhưng mà chẳng ai dám mở cái đó trên những cái dàn lớn hoặc là chơi ở những cái triển lãm tai nghe cả. Thì mình muốn có những cái sự thay đổi đó, cái sự thay đổi mới lạ và cái sức sống đó ở trong cái kỳ Hi-Fi Show 2019 lần này. Vào cuối tháng 6 này thì những người yêu thích âm thanh di động sẽ có một cuộc triển lãm rất là thú vị, đó là Hi-Fi Show 2019 lần đầu tiên được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hùng được biết Hi-Fi Show được tổ chức bởi một tạp chí nghe nhìn rất là uy tín mà Hùng đã yêu thích trong nhiều năm qua. Nên Hùng hy vọng ở Hi-Fi Show không những là nơi để các hãng âm thanh nổi tiếng thế giới mang đến những sản phẩm mới của mình để giới thiệu cho người tiêu dùng, mà Hi-Fi Show còn là một sân chơi, một nơi giao lưu của những người yêu thích âm thanh, và là một triển lãm định hướng cho thị trường tai nghe cao cấp, loa di động trong những năm sắp tới. Điều tôi mong chờ ở Hi-Fi Show 2019 là sự cẩn trọng của ban tổ chức để tối ưu hóa những trải nghiệm của người dùng khi tiếp xúc với các dòng sản phẩm cao cấp. Ngoài ra thì cái sự đa dạng về các sản phẩm được trưng bày và giới thiệu cũng là một điểm nhấn. Cái triển lãm Hi-Fi á, theo anh biết có thể nói là một cái triển lãm chuyên về các thiết bị cao cấp, cả về tai nghe và các thiết bị di động. Thì hy vọng là nó sẽ thành công, nó có là một sân chơi. Tất cả các cuộc triển lãm đều có cái mục đích là cho những người đã chơi, đang chơi và chưa chơi bao giờ có cái sự trải nghiệm. Tất cả những cái thú vui nào hoặc cái trò chơi gì nó cũng có cái sự trải nghiệm. Anh không thể sinh ra rồi anh biết tất cả mọi thứ mà có cái sự trải nghiệm. Cái người buôn bán, cái người kinh doanh thì cần có những cái cuộc triển lãm như vậy để mời gọi các bạn trẻ hoặc là các cái người đã từng chơi các thiết bị âm thanh qua trải nghiệm những cái sản phẩm mới, những cái kỹ thuật mới là điều tốt và hy vọng nó sẽ thành công. Và trên đó là những ý kiến cá nhân, những nhận định của các chuyên gia về thị trường tai nghe cũng như các thiết bị âm thanh di động cao cấp ở năm 2019, và cũng như những mong muốn của các chuyên gia này về sự kiện Hi-Fi Show được diễn ra tại trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh sắp được diễn ra. Các bạn đừng quên hãy tới tham gia sự kiện Hi-Fi Show được diễn ra vào ngày 29 và 30 tháng 6 năm 2019 với vé ra vào là hoàn toàn miễn phí. Cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều chương trình khuyến mãi và phần quà được tặng kèm bốc thăm trúng thưởng khi các bạn tới tham gia. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.